sự hy sinh kia, sự quay trở về tổ ấm kia, sự thu mình lại để đàn ông tự thấy ảnh đỡ hèn hơn đó của cô ấy là ái kỷ. Đó là sự ái kỷ. Và đó là hậu quả của ái kỷ. Còn để mà phân tích kỹ như nào là ái kỷ, chị e rằng có một số bạn nếu mà chưa xem cái tác phẩm điện ảnh này thì sẽ cảm thấy là mình đang đứng ngoài cuộc ở đây. Cho nên mình sẽ quy đổi cái ví dụ này ra một cái trường hợp gì đó mà nó tiệm cận hơn cho khán giả. Đó là ngay cả những phụ nữ thành đạt tại Việt Nam vẫn rất là mềm mỏng, vẫn rất là nhường nhịn chồng, vẫn rất là tôn chồng lên, và vẫn đặt câu hỏi với Miu là tại sao những thứ đó vẫn không cho tôi được hạnh phúc? Tại sao tôi làm tất cả những điều đó, tôi giỏi, tôi thông minh, tôi vẫn bước sau ảnh, tôi vẫn rất là tôn trọng ảnh, vẫn không cho tôi được hạnh phúc? Đó là vì chị em mình ăn thua đủ. Đúng, chị em đã đầu tư rất nhiều, giống như một tay đánh bạc mua rất là nhiều xu để ngồi xuống chiếu bạc. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là người ta phải yêu mình. Điều đó không có nghĩa rằng là mình phải được hạnh phúc bởi người đàn ông đã được mình hy sinh rất nhiều kia sẽ chọn ở lại với mình. Hạnh phúc nó không nằm trong cái giày của ảnh, nó không nằm trong cái bóp của ảnh, mà nó cũng không nằm trong sự hiện diện của ảnh. Mình đang quyết định như vậy, mà mình đang quyết định cho ảnh đóng một vai trò quá lớn. Đối với Miu á, khi mà chọn cái này lên, nó quyền lực tối thượng phụ nữ làm bà hoàng trong tòa lâu đài của chính mình, đó là khi tôi quyết định luôn cả vai của người đàn ông trong cuộc đời. Anh là một hoàng tử cần có trong tòa lâu đài này, nhưng nếu tôi đủ giỏi, tôi không trao thực quyền cho anh. Tòa lâu đài này sẽ lóng lánh hơn rất nhiều khi có anh. Nhưng nếu mà anh bước đi không có cái gì sụp đổ hết, cưng ơi, không có gì hết. Chứ chúng ta đừng đón một chàng hoàng tử vào và trao cả ngai vàng. Nên nhớ, chúng ta không phải là Thái hậu Dương Vân Nga để trao cả gian sang đó vô tay của ông Lê Hoàng để ông ra ông quánh ngoài trận mặt, ông cứu gian sang. Tại vì cái gian sang ngày nay, thời của Thái hậu Dương Vân Nga, bà không thể đứng vào ngôi nữ đế, bà không thể leo lên lưng ngựa để ra trận, thì mới phải cần đến mấy ảnh. Còn bây giờ mình làm được hết rồi mà, tại sao cứ trao vai chính cho nam phụ trong cái bộ phim do chính mình đạo diễn vậy? Và đây là thứ ích kỷ. Cái nếu mà chị em ích kỷ như vậy, nó sẽ bớt đi cái áp lực cho các bạn nam rất là nhiều. Là các bạn chỉ việc làm khách mời trong thế giới của chúng tôi, các bạn chỉ việc làm cái chàng hoàng tử, các bạn có lãnh địa của các bạn đi ra đánh đông dịch tây, các bạn có lâu đài của các bạn, các bạn ở chơi đây cùng tôi càng lâu càng tốt, đến cuối đời càng tốt. Nhưng người quyết định cho sự tồn vong của cái đế quốc này là mình, là đang là một cỗ máy, thậm chí là cỗ máy kinh tế đang được vận hành bởi nhân lực phụ nữ, không kém gì so với nam giới đâu nha, không hề kém. Còn nếu mà ở cái tầng lao động á, thì phụ nữ chiếm vượt trội, tỷ lệ nữ giới chiếm vượt trội. Vậy thì chúng ta về quyền và nghĩa vụ chúng ta ngang bằng hoặc thậm chí đã vượt trội rồi đó. Nhưng mà cái cuộc cách mạng riêng bên trong mỗi người, thì tôi cho rằng là cái con số vừa rồi Lâm Hoàng vừa đưa ra, và cái ví dụ ở đây mình không bàn về điện ảnh, nhưng mà cái việc mà những câu chuyện về nữ giới vẫn khiến phụ nữ quan tâm, vẫn khiến phụ nữ cảm thấy có mình trong đó, cảm thấy mình bất hạnh đó, cái đánh động đây là nó nên đánh động chính từng người. Tôi cảm ơn anh bạn của mình đã làm ra cái phim đó. Tôi một lần nữa, tôi đang không nói về góc độ điện ảnh mà nói về góc độ thông điệp xã hội. Nó cho chúng ta thấy kết quả của một phép thử rất đơn giản bằng cái phương tiện giải trí, đó là đánh động từng người xem. Và cũng cảm ơn Trấn Thành, là một cái phim mà chê phụ nữ mà phụ nữ không giận. Phim nó chê phụ nữ quá trời luôn mà không có bà nào giận hết trơn á. Ừ, không lắng nghe người khác, không đặt mình vào người khác, không thương lấy mình một cách đúng đắn, mà bắt mọi người phải tuân phục. Điều đó không mang lại hạnh phúc. Tin tôi đi, tôi cũng giống như bà nữ vậy đó. Tôi có khả năng bắt người khác tuân phục, và tôi biết cái vị của nó như thế nào. Không có ngọt em ơi. Đối với một số kiểu phụ nữ, nó sẽ luôn ở bên mình. Em có biết có những người phụ nữ mà ngay cả bà, những bà nội, bà ngoại nha, tám mấy rồi, và biết
là có thể cái Tết này là Tết cuối cùng ăn với con cháu, là đến ngày mùng 1 tụi nó sắp dậy tụi nó chúc Tết nó rồi ăn rồi. Để giữ được cái tấm hình đẹp nhất của mình cho con cháu. Thì đối với một số phụ nữ thì như vậy. Nhưng mà đối với, cũng may là gần đây tỷ lệ này không có nhiều nữa. Họ không còn quá quan tâm đến cái điều này nữa. Đơn giản là cực quá, đơn giản là nhiều việc phải lo quá, đơn giản là sự đầu tư cho trí tuệ và sự nghiệp nó đã tước mất cái quyền này. Nhưng mà cũng may là tỷ lệ này không cao. Cái này chiếm một tỷ lệ rất là lớn luôn, trên 30. Thậm chí là cả những cái bạn còn độc thân, cách đây vài năm chúng ta đã thấy cái dấu hiệu báo động của trào lưu mẹ độc thân, mẹ độc thân single mom. Thì cái việc có một em bé nó hoàn thiện cái cảm giác về về thiên chức của phụ nữ, cho nên cái này cũng cực kỳ quan trọng đối với nhiều người. Nhưng mà Miu nói rồi đó, đối với Miu, ba cái giá trị mà khi mà nhìn vào thì Miu cảm thấy là cũng không hẳn là đây là ba giá trị mà Miu thích nhất đâu. Nhưng mà ba giá trị nó làm nên số phận Miu thì này, cho mình một cái sức bật và một cái trí lực, chứ không phải là trí tuệ nha, trí lực mạnh mẽ đủ để có được tình yêu, sự tôn ngưỡng và lòng ái mộ của người thân và của công chúng. Nó cho Miu cái này, cái ý thức là mình ít nhất là thống trị được không gian trong bán kính một sải tay. Miu thống trị được cái đó. Đây là năng lượng duy nhất có thể khiến Miu bất hạnh hoặc hạnh phúc. Miu bị lệ thuộc vào cảm xúc và tình cảm rất là nhiều. Miu không bao giờ chiến đấu vì tham vọng. Nhưng mà ngay cả ở góc độ lý tưởng mà mình đang đấu tranh cho nó, ví dụ lý tưởng cho một cái xã hội có nhiều người hạnh phúc hơn, thì Miu phải gắn nó bằng tình yêu, đó tình yêu dành cho mẹ. Thì luôn luôn là cái này là cái năng lượng chủ đạo của Miu. Và cái này khi lúc nãy Miu nói là đối với Miu nó không có đại diện cho cái thói quen làm đẹp của chị em, mà đối với Miu cái này nó là cái sự vị kỷ và cái sự quán chiếu nội tâm. Làm tự mình nhìn ngược vô bên trong mình, tự mình xét mình, tự mình đập đầu vô tường và sửa mình từng chút một. Và đó là mặt tốt của nó. Giống như cái gương này nó có hai mặt. Cái mặt tốt của nó là mình luôn nhìn mình, luôn khen mình khi mình xứng đáng, và luôn tự tán vô mặt mình khi mà mình có cái gì nó tồi, nó xấu mắt, nó ghê. Còn ở cái mặt này, đó là sự ái kỷ. Chỉ nhìn thấy mình, chỉ mê đắm chính mình, chỉ lý tưởng chính mình, chỉ tôn ngưỡng chính mình, chỉ tâm đắc với chính mình mà thôi. Thì Miu có cả hai mặt đó. Cho nên và khi chúng ta chiến đấu với sự ích kỷ, gọi là ích kỷ tiêu cực á, khi chúng ta chiến đấu với cái ích kỷ tiêu cực bên trong mình, thì cũng tiên quyết song song đó ta chiến đấu một cách cực đoan nhất với sự ích kỷ đến từ những người xung quanh. Nếu tôi đã không cho phép mình ích kỷ một cách xấu xí, thì cũng đừng ai ích kỷ một cách xấu xí với tôi. Không ai quyết định được cho người phụ nữ rằng là cô ta đang bao nhiêu tuổi. Và điều đó vẫn còn đang rất là, đối với chị nó là một cái, gọi đó là tệ nạn nhá. Một cái thói quen đáng được coi là tệ nạn. Đó là khi chúng ta áp đặt độ tuổi cho phụ nữ. Và cái thuật ngữ mà chúng ta áp dụng của thể thao vào cho phụ nữ đã từ rất nhiều năm nay rồi. Đó là U50, U40, U30. Nó đầy màu sắc kỳ thị. Và nó chính là mình treo nhãn lên. Là 30 thì phải sao, 40 thì phải sao, 50 thì phải sao. Nếu mà mình áp đặt như vậy thì đúng là độ tuổi của Miu bây giờ là không được để tóc này, không được trang điểm như thế này. Và nếu chúng ta còn, trong khi vô tình giỡn nhau thôi u bao nhiêu rồi mà, thôi u bao nhiêu rồi, chúng ta không có biết là chúng ta đang rất là ác. Và cái đó là cái ích kỷ tiêu cực á, quy định độ tuổi cho phụ nữ. Và sau đó một cái điều cực kỳ khiếm nhã nữa là chui sầm sọc vào tủ quần áo của người ta và quyết định trang phục của phụ nữ. Và đối với những người phụ nữ mà chọn cái này cho số phận của họ thì đừng dại quyết định trang phục cho họ, vì điều đó không tốt cho sức khỏe của bạn đâu.